to xịt lắm, đập 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 mà anh em tính cả cái phong thủy mà tính 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 đứng đứng mấy bước, đứng mấy bước là làm sao mà nó xịt được nữa. Em tính 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 cỡ đó làm sao nó xịt được. Rồi tiếp nè. Hello, xin chào anh em nha. Là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên game Mobile Season 2 S2.vn nha anh em ơi. Hôm nay là mùng 3 Tết rồi anh em đi chơi hết lượt cho anh em ơi. Hôm nay mình sẽ làm một video là sắm SH mấy ngày Tết nha anh em ơi. Con DL này thì có ngựa rồi nhưng mà mình làm một con tấn công, con sói tấn công. Để hôm sau chơi DK mình đẩy luôn, với lại tới đi vòng vòng chơi mấy ngày Tết. Thì đây nguyên liệu thì ở trong cái khu đằng sau này này là cái chợ, nó bán nguyên liệu sói khá là nhiều. Ít để ta ở đây bây giờ nguyên liệu sói nó cũng rẻ rồi. Ui bán xếp đồ tồn này, ui nó nhiều lắm mà nay còn có nhiêu đây người ta mua mua trước hết rồi. Đây quan trọng là cái nữ thần bảo hộ này này, 37k phải không, hết nha. Em xem là có đủ số lượng không, 20 20 không, khi mua là hay bị gài hàng lắm. Ai sẽ phải quyết tâm lấy một con SH, hy vọng là mình sẽ may mắn. Em mua hết nhiều đây luôn. Rồi bây giờ cái nữ thần bảo hộ thì anh em lại phải cần cái kia nữa. Cái này nó bán 10k, ngoài kia nó bán rẻ hơn. Đây 5k này, anh thì 5k nhưng mà mình 40 phải không. Con này có cặp luôn nè. Cô lấy hai cái nữa đi, ba cái chứ. Ôi hai cái dư rồi, 32, 33, 33 phải không? 33 thì bây giờ cũng phải cần 33 cái này. Dò một vòng xem là đầy đủ không, mua lấy mua cho nó hết luôn. Đây, cái này nó rất là mất nhiều 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 giai đoạn. Chút cứu mua xong cứ để bây giờ cần mình về mà mình sẽ xoay. Trước tiên là anh em phải xoay bánh sừng hai cái này này, thì bánh sừng là cần hai cái này đấy và trao thôi. Bây giờ mình sẽ đi cắt bớt để mình dễ nén trao ấy. Cắt bớt cái nanh sói là để đến lúc mà mình xoay lên rồi mình mới cần nanh sói. Chào đó hết à? Đùa hả? Chào bên con kia nhiều lắm mà kia lại đang treo rồi. Có đấy mình nhờ mua đây luôn. Hy vọng là hôm nay mình xoay xoay sói sẽ may mắn. Cái xoay nanh, cái xoay mánh sừng này á, anh em cứ bỏ vào là anh em tán luôn, đừng đừng có cái lâu làm gì. Còn còn xoay sói với xoay cái kia thì mình canh. Úi chỉ đúng quan trọng này, bắt đầu tiên là thấy không ổn rồi đấy, không ổn này. Một phát tiếp, phong thủy quan trọng, phong thủy quan trọng. Này thì đùa này, này thì đùa này, hai phát
đập là đập cỡ đó đấy, tên rồi đấy. Rồi tiếp, chỗ này có vẻ đẹp rồi đấy. Tiếp phong thủy này thì đùa này, này thì đùa này, đứng chỗ này đẹp này anh em ơi, đứng chỗ này đẹp rồi, đừng có di chuyển nha, không có di chuyển nha, chết cũng không di chuyển nha. Này thì đùa này, này thì đùa này, phát nào lên phát đó anh em ơi. Xoay cái này thì cái tỷ lệ là nó quan trọng là xoay cái lúc mà xoay cái sừng gãy á, vì đứng đúng bài rồi, đúng chỗ rồi. Bây giờ mình mới ngộ ra được skill là đứng chỗ nào là cái tỷ lệ nó cao hơn đấy anh em ơi. Giống như kiểu mình đi tinh luyện cái đá tạo hóa đấy. Đấy, phát nào lên phát đó này. Đứng góc này đúng đẹp luôn. Ôi mà lại còn có vài viên trao, khổ thế. Lại phải di chuyển rồi. Chuyển nó lại mất mất cái góc đẹp anh em ơi. Mất góc đẹp này đó anh em thấy không? Đập phát nào dính phát đó, ý để tọa độ là 181, 102. Yếu đến phải đứng làm sao được cái tọa độ này đâu nữa. 181, 102 phải đứng đúng cái tọa độ này mới được. Đấm tọa độ khác là xịt, chắc chắn xịt luôn. Ôi da, phép. Chào 181, 102 phải không? 81, 102. Rồi, được bao nhiêu mảnh rồi? 8 mảnh. Đây, 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 đúng chỗ này luôn rồi. Được ít lỗ rồi. Đúng chỗ này luôn rồi. Đấy, đúng chỗ này là lên. Đúng chỗ này là lên nha. Rồi. Cái xoay tinh thì nó khó. Xoay tấn công. Cái đây thì ôi tỷ lệ nó cao hơn, nhưng mà anh em trước tiên là anh em phải xoay cái này. Ánh sừng. Sau người năm ánh sừng là anh em mới xoay lên được một cái sừng gãy. Đấy, lên. Rồi từ một cái sừng gãy là anh em xoay lên được xoay tinh. Và từ xoáy tinh thì anh em mới lại xoay lên xoáy tấn công hoặc là xoáy phòng thủ. Lên! Đấy! Bên này thì anh em chỉ xoay được xoáy tấn công và xoáy phòng thủ thôi. Tại vì bên này nó không có xoáy hoàng kim. Nó không có xoáy hoàng kim. Ôi xịt kìa. Cứ mạnh tay, thật chắc tay vào. Có gì phải sợ hết. Thật chắc tay vào. Khi nào mà xoay sừng gãy với đấy thì mình sẽ căn. Đây, tiếp tục. Phát nữa là phải đi di chuyển rồi. Di chuyển rồi. Rồi, bao nhiêu mảnh ở đây? Chuyển đến một trao này. Trao 90k phải đái thật. Đây, ui, ông này bán 80k. 80k. Để mình tính coi nào. 80k. Mà anh em mua cái kia là 40k với lại 5k, 10k là 50k. Cao 5k là 55k. Như vậy là anh em lời được 25k nếu mà thành công, còn xịt là bị mất. Nếu mà xịt là coi như là bị mất, mất 55k, công là tỷ lệ nè. Đây, tục nha. Đây. Tiếp. Đúng cái tọa độ này. Đây. Mình nhấp ngay chóc luôn rồi. Nhấp ngay chóc luôn rồi. Chóc là tỷ lệ lên cao lắm. Lúc này đứng bên kia xịt từ lư hột dưa đấy. Ngay chóc luôn rồi. Rồi, con lành đấy. Bây giờ đập đồ mình cũng sẽ đứng cái góc này. Phong thủy, phải phong thủy anh em ơi, tỷ lệ nó cao hơn đấy. Các bên kia nhanh xịt lắm, này mới ngộ ra được chân lý anh em ơi, mới vừa té dín, đấy, tiếp tục, nhân phẩm tốt, nhân phẩm ủi kìa, xin lỗi.
Xin lỗi này. Xin lỗi này. Lên, ui ghê, sao xịt thế? Ui, nó bắt bài mình rồi hả? Bắt bài hả? Đồ hả? Bao nhiêu cái... Hộ mệnh đây, rồi. Bé mình sẽ phải... Gom được 5 bộ 6 bộ gì đó. Đây, cái tỷ lệ nó cao được. Ít quá là... Ép làm sao mà đủ 5 lần nha. Như vậy là mới được 1, 2, 3, 3 lần chưa được, 4 lần này. 2, 4, 6, 7. 7 cái này thì bây giờ mình sẽ đi, đi về mua 7 cái đánh cỡ. Hết bán 5k rồi sao? Bây giờ cái chỗ mà bán 8k để mua. Như ngoài này đây, 10k hả? 1 rồi 7 tiếp đi một chào. Ôi Gaion này, Muren này, ôi ông nào chơi Muren này, giờ mà cầm cái đó là kém là quanh nóc nhà hết. Ca này sốt hết nè. Rồi tiếp tục ở đây, đứng chỗ này là chuẩn này. Đấy, 81102 này, chuẩn tọa độ ở đấy, đúng chuẩn tọa độ ở đấy. Cái này nó cao hơn thật đấy nha anh em ơi. Đâu? Ô, không qua đi tinh luyện cái đá đấy. Đã tạo hóa mình ngộ ra được cái bí kíp, thấy không? Tỷ lệ thành công là nó sẽ cao hơn. Đồ đấy, mình test đập đồ thử xem, thấy xoay xói là thấy ok đấy. Lúc nãy đứng bên kia bị quá trời luôn, giờ về bên này đứng lên ầm ầm này, ầm ầm này đấy. Rồi còn hai phát nữa phải không? Hai phát nữa là vừa hit lỗ đít luôn này. Ui ê, đẹp thế. Ui kia, xin lỗi em, xin lỗi này. Rồi em xin lỗi đó, anh em thấy không, mình tính ghê không, mình tính là vừa khít đủ 5 bộ đấy, vừa khít đủ 5 bộ nha. Mặt nước chưa? Đủ 5 bộ. Ờ, bây giờ cần phải đi mua một chút nào này. Ôi, 5k đâu không có nhờ. K đâu. K, ôi, thôi. K, ôi, sợ em bắn mắt thế. Cả tiếng đi qua con kia lấy, con kia của mình đang nhiều lắm. Và mua hết. Cứ mình xoay luôn đấy mà. Tối kia mà. Rồi thì bây giờ anh em cần phải là trong này lại dư một phát đây, tam bộ đi kia mua đi. Đây con này bán bao nhiêu một viên đây? K hả? Tiếng đi bộ lại mất 10k hả? Đi tập thể dục đi. Thể dục để được 10k. Ở đây có 5k một nè. Rồi. Đủ cho 5 bộ nha. Thì 5 như vậy là sẽ anh em sẽ được được một
cái tường gãy. Đâu đây, đúng tọa độ này đây. Nhưng mà cái này anh em phải căn nha. Năm nè. Để phát đầu tiên mình để 50 thử xem cái tỷ lệ này nó không không bố ngọc tỷ lệ. Ấy. Bố ngọc tỷ lệ đấy. Để phát đầu tiên không bố ngọc tỷ lệ xem. 3 lần thôi. Cái này gọi là quay khó nhất. Kéo đá khó mà không bố ngọc tỷ lệ. Đơ đơ sao? Bánh chưng có thịt ít lú lú anh em ơi. Đó, lại còn lú chuẩn bị lên một tí tinh mua bùa chao vô để. Thì có tỷ lệ 50 mình bùa vào nó lấy 60. Còn xoay xoáy kia là xoay đúng đến lúc mà xoay được xoáy tấn công á, nó dễ hơn tại vì tấn công tỷ lệ nó đến 89% mà. Anh em có thể bùa mát được 89%. Đây, 60 này. Ôi sao con này độ này nó không ném 3 lần nữa ta. Này thì không ném này, này thì không ném này. Giả bộ nói vậy cho nó ném này. Một phát nha anh em ơi. Đấy, một phát. Một phát đã bảo đứng đây tỷ lệ là nó cao rồi. Mà xịt vào mắt. Thôi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Cái này khó lắm. Cái sói dễ hơn. Hai lần không đếm, không đập. Xịt lắm, đập mà anh em tính cả cái phong thủy mà tính đứng mấy bước, đứng mấy bước là làm sao mà nó xịt được nữa. Anh em tính cỡ đó làm sao nó xịt được. Rồi tiếp nè. Này thì xịt nè. Đó, anh em thấy đập chưa? Đập như vậy thì thôi rồi. Ai mà đỡ cho nổi. Đỡ cho nổi nè, nhìn nè, tiếp nè. Này đi dịp này, ui. Ngọt thế. Xoay cái này khó nhất. Ui, xoay cái này khó nhất. Ui, thôi, khó hả? Khó hả? Game nó dễ quá là mình không thích rồi đấy. Không bố ngọc tỷ lệ thử xem, tạo độ khó cho game chút xíu. Có nè. Dễ có, thằng này dễ có mình không thích. Đi mua ngọc tỷ lệ, ngáo đá nữa rồi. Mua ngọc tỷ lệ và sẽ mua... Sẽ nhét luôn cái like đây. Chắc cú. Làm giàu mà tự nhiên lại... Độ khó, kéo đá. Rồi. Giờ sẽ mua ngọc tỷ lệ. Đứng chỗ này là đẹp này. Đó. Ấy đừng. Rồi.
Đây, làm tiếp phát này nữa nè. Em thấy những pha highlight này đi vào lòng đất này. Đây. Này đi. Ôi, lúc nãy nó đang cái dây mà tự nhiên lại còn đi mua bùa chao nữa thôi. Búa tay đi luôn. Không sao anh em ơi, không sao anh em ơi. Tiền đề mà tiền đề tất cả là cái tiền đề. Bây giờ cái này mới là quan trọng này. Cái này mới là cái quan trọng này. Sinh mệnh 3 vin vào. Hồi nãy kia là xía nháp thôi. Đập là đập cái này nè. Nó lên bao nhiêu sừng không quan trọng mà lên bao nhiêu sói mới là quan trọng. Đây, anh em nhìn này. Vì cái này nó có 40% à. Này thấp nhất, là số tình thấp nhất. Chứ không phải là xây sừng gáy đâu. Này thì đập. Lúc nãy mình nói lộn anh em, mày xoay con sói này mới là con khó nhất này. Xoay con sói con sói tinh là khó nhất. Đến lúc mà xoay mà dễ là xoay xoay con sói phòng thủ hay tấn công thì lại nó cao hơn. Có sói tinh là có tất cả. Toang rồi. Xin lỗi. Có làm cái gì đâu. Trái thật. Cô ba có vẻ là căng thẳng rồi. Mình cô ba có vẻ là căng thẳng rồi. Một. Ọt này. Ôi. Chịt cái bộ. Không ổn rồi anh em ơi, không ổn rồi. Cái gì vậy? Đùa hả? Đùa hả? Ôi em có làm gì đâu. Sao tự nhiên. Ôi thôi. Mày thế. Ngoài thế. Cái này ném này. Em. Chịt được bộ. Có nhờ. Ô, thôi. Bốn phát không lên được con sói nào kìa. Ngừng thôi. Tỷ lệ xoay số tình khó quá anh em ơi. Bốn phát bốn cái rừng gãy mà không lên được phát nào luôn. Thôi. Ô tài. Để ngầm cứu lại cái ra. Số tấn công này 3 mét. Ồ, số tấn công bán có 3 mét à. Để ngầm cứu lại cái ra. Chỗ này toàn đấy, 3 mét mà lúc giờ mình xúc bao nhiêu rồi? Một món là một. Cái đấy là có 5 55 phải không? 5 55 25 hay là 25. Ui thôi. Em ở đấy nó xoay tiếp nữa là có khi là còn mua được cả cả con sói luôn rồi. Để ngừng lại cái đó. Cái đó. Ui thế. Nhìn ngay sớm quá. Mình nghĩ là bốn cái sừng gãy cũng phải được hai con hoặc là một con. Xoay sói tấn công thì nó dễ.
cùng toàn. Thôi sao, để từ từ làm lại. Thôi video này mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye.